Người nữ vì sao luôn có tâm tham, sân si, ganh tị, hẹp hòi vân vân mạnh hơn người nam? Xin sư giải thích cho chúng con được rõ. Không biết nói xong hôm nay ngày mai còn có cái gì ăn không? Cái này á, được Đức Thế Tôn nói ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, là do ngài Anuruddha, ngài bạch với Thế Tôn á, là thưa Thế Tôn, con thấy rất nhiều người nữ được sanh thiên mà cũng rất nhiều người nữ đi xuống địa ngục. Thì bạch Thế Tôn, lý do gì mà người nữ sanh thiên, lý do gì mà người nữ đi xuống địa ngục? Thì Đức Thế Tôn trả lời như thế này: này Anuruddha, người nữ nào mà sống trong sự ganh tị, trong sự bỏng sẻn, trong lòng tham dục, thì người nữ ấy sẽ đi xuống địa ngục. Người nữ nào mà sống từ bỏ sự ganh tị, từ bỏ sự bỏng sẻn, từ bỏ sự tham dục, thì người nữ ấy sẽ được sanh thiên. Thế Tôn ngài nói nó rất là gọi là công bằng khách quan. Chứ còn quý vị hỏi là người nữ luôn có tâm tham sân si ganh tị hẹp hòi, thì xin thưa là cái đó mình nói nó hơi phiến diện ha. Tức là nếu như người nữ nào mà có những cái tâm như là tham sân si ganh tị bỏng sẻn đó, tham dục, thì đi địa ngục. Còn nếu từ bỏ không có cái đó thì được sanh thiên. Rồi đó, tính đi rồi có hay không, chứ đừng có ngày mai bớt cơm của sư tội nghiệp sư. Còn người nam nói như vậy, người nam có hay không thì vẫn có. Chẳng qua là ngài Anuruddha ngài không hỏi người nam. Chứ nếu như người nam mà sống trong ganh tị, bỏng sẻn và tham dục thì vẫn đi địa ngục như thường. Chứ cái này cũng không phải là đặc quyền của phụ nữ ha. Tức là những cái pháp ác trong tâm nè, ai có dù nam hay nữ đều đi địa ngục. Mà ai từ bỏ cái đó thì mình sẽ không có đi địa ngục. Chẳng qua là có người này thì mạnh hơn người kia, có người này khó từ bỏ hơn người kia. Còn cái chuyện ai mạnh hơn, ai yếu hơn thì tự quý vị biết.